trong giờ điêu linh, gió quân mông xeo dày non sông. Gió cát bão bùng đêm mâm mô anh lửa bập bùng, về trùng trùng đạp bằng muôn ngày bò về quanh trời ba tư đồ ná quang ta. Kìa, ông là ai? Nàng hãy xem ta như một người khách lạ. Dân, tôi xin cảm ơn người khách lạ đã cứu tôi thoát khỏi tay quân Mông Cổ hung tàn. Nhưng ta cũng là một người Mông Cổ. Trời, đừng sợ hãi, ta có làm gì kinh động đến nàng đâu. Ông là người của một dung dân hung bạo, quen cuộc đời sắt thép chạm xương da. Đố mau đã đổ và thấy người ngã gục, ông còn chờ gì mà không giết tôi đi. Giết nàng hả? Không, bỗng nhiên chiều nay ta muốn ngồi yên trên mình ngựa, ngắm dài mây chiều xuống thấp phía trời xa. Một tướng xoay khô khan tình cảm, rồi bỗng nhiên mơ mộng du vơ. Có những đêm sau chiến trận, lòng tay cương ngựa lạc lối về khuya, ta cô độc như một lữ hành trên sa mạc, thèm ánh trăng và mơ ước một gian nhà nhỏ nhỏ cuối vườn xanh. Có một cô gái xinh xinh với tóc mà ở vuông rau, hình ảnh kia ôi vô cùng thơ mộng, như nửa ban tình ca lãng mạn. Nhưng khói lửa chiến kinh đã thiêu rụi cả quê nghèo. Trời ơi, tôi đã làm gì mà đôi tay như đẫm máu à? Ông đã giết người, ông đã hung hăng như là quỷ đôi. Hả? Một cô gái ngông cuồng dám nặng lời với một trang dũng tướng. Nàng kia, nàng hãy ngước mặt nhìn ta. Nàng là một cô gái kiêu sa và cũng có một thái độ vô cùng kiêu hãnh, vô lễ. Thôi Giang Quân, lão huynh muốn gì? Nó là gái của một dân dân bại trận, đâu có quyền xúc phạm đến một quận chúa Đại Mông. Quận chúa? Phải, tiết liệt Giang Quân quận chúa. Còn nàng? Tôi là cô gái Ba Tư. Tên họ? Kẻ bại trận không có quyền xưng tên họ. Nhưng ta bắt buộc nàng phải nói. Vô ích. Cô độc nhân, hãy siết cổ cô gái kia. Tuân lệnh. Quá. Cô độc nhân, giữa cái chết và sự sống, nhà ngươi chọn đường nào? Hả? Nếu mà được chết để vui lòng quận chúa, ta xin chọn cái chết cho ta. Sợ lão huynh, tại sao anh tàn nhẫn với cô độc nhân? Hắn có tội tình gì? Nó đã cãi lệnh anh, người Mông Cổ nghiêm minh hình luật, cãi lệnh chém đầu. Chém đầu? Vậy thì anh hãy chém đầu Giang Quân này đi, để cắt đứt một tình thương thừa thai, để hồn Giang Quân gửi theo gió bãi trăng. Như một bông hoa vất vưởng bên đàn, em muốn được chết tại nơi này, bởi đời quá chua cay. Không không quận chúa ơi, còn có cô độc nhân nguyện mang kiếp trọn đời được sống cạnh bên ai. Thôi người hãy về đi, nơi gió cát mịt mù để tàn sát kẻ thù, đừng thương xót Giang Quân. Ai ôm mối sầu tuyệt vọng lang thang trên bãi chiến điêu tàn,
Giang quân, anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho kẻ điên cuồng trong giây phút. Thôi, anh hãy ở lại đây mà giữ gìn nhan sắc gái Ba Tư. Người sa mạc xin quay về cùng sa mạc. Cô độc nhân, hãy theo ta. Giang quân, Giang quân. Ông, tại sao ông lại che chở cho tôi? Ta cũng không biết tại sao. Có lẽ vì đôi mắt của nàng đẹp quá, ta nghe lòng ấm lại tựa mùa xuân. Nghĩa là ông, ta đã thành người si dại. Có lẽ ta đã yêu rồi. Yêu rồi? Nhưng ông yêu ai? Yêu gái Ba Tư, có đôi mắt nhung trời hải đảo, dịu dịu buồn như câu hát tiếng người đi. Không, ông là người Mông Cổ, tôi là gái Ba Tư. Tôi với ông cách trở phương trời, dù thương nhớ cũng không trời thương nhớ. Thôi, Kiều Mỹ Trang này xin vĩnh biệt. Khoan, Kiều Mỹ Trang. Em ơi, chia ly ngàn năm nhung nhớ, gặp đường trường xa lá úa chiều thu. Anh mang đau thương vào trong giấc ngủ và gọi tên em với tiếng tạ nay. Em bâng khuâng về nghe tiếng gió, một trời đầy thương nhớ khóc người đi. Em mang tâm tư gửi trong suối lệ của tình đôi ta cách mây. Hồ Cừu chúc kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ anh, xin tặng cho em để thương để nhớ đêm quang du lửa dậy phía chân trời. Muốn nói thành câu mà nói chẳng nên lời. Mặc áo hồ cừu nhớ về sa mạc, đêm Ba Tư buồn lắm phải không anh? Anh sẽ rủi ngựa hồng tung bụi biên cương, khi trong trận liên hồi dục dạ, anh sẽ đi sâu vào khói lửa để kiếm tìm em quà sắc áo buổi chia lìa. Hồn nương theo gió gừa, chập trùng theo mấy dài sơn khê. Ai đem nhung nhớ vào tâm sự, cho lạnh đường khuya buốt nẻo về. Đêm quang du nghe lòng chôn lạnh, gió cô đơn đã đổi hướng quay về. Giữa xa trường còn tìm được chút tình thương, trong khói lửa bỗng quên đi hiện tại. Người ơi, rồi đây trong sắc máu và quá tàn cỏ cháy, lối đi về đã ngăn lấp bởi tang thương. Máu căm hờn nhuộm đỏ dòng sông, khi gót chinh chiến dẫm bừa lên máu lửa. Đừng ai đem tâm sự và lời thương tiếng nhớ làm mềm lòng cô gái Ba Tư. Hai cành ngộ hai đèo đường đất nước đã ngăn chia bởi lòng nắng căm thù. Thôi, xin giả biệt. Kiều Mỹ Trang, Kiều Mỹ Trang.
tại sao vắng mặt Lã Bình Sơn? Tâu phụ hoàng, Lã huynh cũng đang bận giám sát tiền quân. Ta đã ban lệnh quả tốc đòi về, tại sao giờ này vẫn chưa thấy mặt? Quân sĩ, dạ, nhà ngươi hãy lãnh thể lệnh đòi Lã Bình Sơn về phục lệnh nổi đêm nay. Tuân lệnh. Tâu phụ hoàng, con nói riêng với phụ hoàng một điều. Cứ nói. Con nghe thiên hạ đồn rằng công chúa Ba Tư là một giai nhân tuyệt sắc, đôi mắt nàng xanh mướt như thảm cỏ mùa xuân. Con nói với cha điều ấy làm gì? Con thấy cha cô độc quá lâu, cha cần phải có một bàn tay che vuốt. Ồ, con gái của cha ngoan quá. Nhưng cuộc sống của cha suốt đời chinh chiến, ngày như đêm ngựa chẳng rời yên. Cha đã quen rồi với trường sa máu đỏ, đâu có thì giờ để đối mặt với giai nhân. Dạ thưa cha, nếu cha muốn gặp công chúa Kiều Mỹ Trang không khó. Trong lúc quân ta sắp làm cỏ đất nước Ba Tư, sao cha không đòi hỏi với kẻ đang thua trận chiến rằng phải nạp điền nàng công chúa Ba Tư, bằng không đất nước sẽ tan tành. Bởi gió ngựa quân Mông đi tới nơi nào, chôn ấy sẽ thành hoang vu. Hay, con gái của cha quả thấy xa hiểu rầm. Cha sẽ cho người liên lạc với Ba Tư, bảo phải đem công chúa dân tức thì. Như vậy đã vui lòng con chưa? Con xin phép cha đi theo dõi quân tình và sớm trở về nghe con. Tâu Vân. Dạ, có một ông già nửa điên nửa tỉnh chặn đường con, nói rằng muốn gặp mặt đại hãn. Đâu, lão già ấy đâu? À, lão già điên kia muốn gì? Mày có phải là Tất Bạc Đô Bình Tây Hãn? Phải. Bây giờ mày quý quyền quá nên mày đã quên món nợ ngày xưa. Nợ gì? 20 năm về trước, có một lần qua sa mạc, trong một cơn bão cát mịt trời, mày đã đói khát và nằm dài trên lưng ngựa. Nhờ có tao với đoàn thương buôn cứu thoát khỏi cơn nguy. Trời, Lạp Ô Kỳ lão huynh. Phải. Tao đã cho mày từng hốt nước, từng nắm cơm dưới bóng lạc đà. Nước ấy là nước của miền Trung Đông, cơm ấy là cơm của người Ba Tư Quốc. Rồi sáng hôm ấy mày đi không một tiếng giả từ, còn bắt theo đứa con trai tao mới vừa 4 tuổi. Tất Bạc Đô, con tao đâu? Con của lão huynh nó đã trưởng thành. Nó đã trưởng thành trên sa mạc, và có lẽ giờ đây nó đang lao ngựa giữa sa trường, mau lửa đang dài xéo quê hương đồng loại, mà nó vẫn đinh ninh là những kẻ thâm thù. Theo gót quân Mông nó phản lại quê nhà, nó đang lao ngựa giữa sa trường máu đỏ, từng thấy người gục ngã dưới tay đúng. Trời ơi, nó làm sao biết được sông núi quê hương, nó đang chém, đang giết đồng bào của nó. Vì mi đã biến nó ra người Mông cổ, đang hăng say trong máu lửa xa trường. Lập Ô Kỳ lão huynh, thằng con của lão huynh đã quên rồi dĩ vãng. Lão huynh còn tiếc nuối làm gì hình ảnh một giấc mơ? Nếu lão huynh không chối từ, ta sẽ dành sẵn cho lão huynh một chiếc ghế tối cao của người Mông cổ. Không, tao là người Ba Tư, tao không ham tước quyền của người Mông cổ, tao chỉ muốn gặp được con tao. Quân sĩ đâu? Hãy mang lão này về hậu trại, canh chừng và chăm sóc lão cho cẩn thận, nghe chưa? Không không, quân hèn mạt, quân phản bội, tao sẽ giết mày. Đi. Dù các anh gần đến trại quân Mông cổ, nàng hãy nên thận trọng kẻo bại lộ cơ mưu. Vâng, khi đã nhận lời đóng vai công chúa nước Ba Tư, tôi đã đắn đo cân nhắc chứ không liều lĩnh.
tôi sẽ là Kiều Mỹ Trang, một công nương kiều diễm, vào tận hang hùng để tìm kế pha Quân Mông. Nhưng kìa, sao tướng quân đôi mắt đăm đăm nhìn về hướng sa mạc như nhìn về quá khứ? Phải, có lẽ giờ này Kiều Mỹ Trang đã mang tâm thân nô lệ, gông cùm trăng trôi xác thân, nước non sao cuộc điêu tàn, sầu non nước ba tư, lầm than mấy năm dư. Người còn nhiều ưu tư, gió khi quê mẹ mang nhiều thương đau, thu Mông Cổ xoáy làng thì muôn nỗi khó khăn, gió mưa đầu ngại con đường gian nguy, dân dương bởi một khối tình mà chi. An tướng quân, hình như tướng quân có nhiều tình cảm với Kiều Mỹ Trang nên người đã bộc lộ nỗi lo khi không nhận được tin tức của vị công nương kiều diễm ấy. Phải, tôi là thống binh đã từng liệt quanh trước lần tên mũi giáo. Tôi đã tạo nên bao chiến công hiển hách để mong ngày kia được chiếm trọn cảm tình của một công nương lá ngọc cành vàng. Dù chưa nói cùng nàng một tiếng nói yêu thương, nên bây giờ xa nhau lòng ông thêm nỗi đớn đau. Sau trận chiến kinh hoàng chưa tìm thấy một dung nhan, nửa giấc mơ yêu chưa trọn bởi đêm tàn, nên khi mới gặp nàng ta cần đến sự hy sinh. Máu xương này đêm tôi quê mẹ, dù phải nát thân tôi cũng vui lòng. Thôi, đại quân Mông Cổ đã đến, nguy hiểm cũng gần kề. Tôi với nàng hãy đổi lại cách xưng hô để đánh lừa quân giặc. Dạ, mời công nương theo tôi vào trại của Bình Tây Đại Hãn. Tướng quân hãy để mặt ta nha. Tất cả hãy nghiêm trang đón chào Bình Tây Đại Hãn. Tất cả hãy bình thân. Tâu phụ hoàng, con là Lã Bình Sơn đang cúi đầu chờ nhận tội. À, Lã Bình Sơn, con đã bỏ rơi chiến trận, tội đã phản bội quê hương, ta phải thắng tay trừng trị để làm gương cho tướng sĩ đau khổ. Không, tâu phụ hoàng, Lã huynh con mới lần đầu phạm tội, quy xin phụ hoàng rộng lòng dung thứ. Nhưng Lã Bình Sơn đã phản bội ta, phản bội những quy điều Mông Cổ. Tâu phụ hoàng, nhưng... Dạ, điều gì? Tâu, người Ba Tư dân nạp công chúa Ba Tư để xin nhị hãn ngưng lệnh tiến binh. Trời, công chúa Ba Tư? Công chúa Ba Tư? Ta nghe thiên hạ đồn là một giai nhân tuyệt thế. Phải đó cha, công chúa Ba Tư là một nhan sắc tuyệt vời. Phải, những nhan sắc ấy là những đường gươm phản bội, đâm thủng vào một trái tim đang nhỏ từng giọt máu tương tư của một kẻ điên dại sĩ cuồng. Buồn hơn nỗi buồn đơn côi chết liền giữa khung trời, dù mang nắng nỗi niềm thương rồi cũng sầu thê lương. Thôi thì chọn lấy nẻo đường xa lánh nơi trần. Lã huynh ơi, sao anh quá vội vàng tìm vào nẻo đường ly tàn, trong khi có một bóng người
kề và mãi mãi yêu anh. Quận chúa ơi, sao tâm tư tôi bấn loạn, có phải chẳng vì một lời nói vô tình, một lời nói chân thành giết chết đời cô độc nhân. Cô độc nhân, ta với nhà ngươi là hai kẻ cùng đau khổ, cùng đuổi theo những ảo ảnh xa vời. Thôi im tất cả, người Mông Cổ suốt đời chinh phạt, đâu có thì giờ để suy diễn chuyện riêng tư. Còn Lã Bình Sơn, lần thứ nhất ta đi ngược lại những quy điều Mông Cổ, lần thứ nhất ta không dẫm qua xác chết một người. Thôi con hãy trở về hậu trại. Kìa, tại sao con buồn? Tông, con buồn vì trò đời tráo chán, con giận vì thế tình điên đảo đau điên. Thôi, con xin giả từ phụ hoàng. Từ nay phụ hoàng kể như con đã chết rồi. Lã huynh, Lã huynh hãy chờ em với. Kiều Mỹ Trang, Kiều Mỹ Trang, trời ơi, Kiều Mỹ Trang đã lên xe hoa để về chung hưởng rượu nồng đêm hôn lễ. Còn ta, ta trọn đời cô độc, chết âm thầm trong ngõ tối đường đêm. Ông vẫn còn yêu công chúa Ba Tư? Không, không, ta không muốn làm một cõi cây già trơ thân bên ngõ vắng, để bốn mùa rụng lá khóc chia ly. Ta không muốn làm một si nhân dũng dài, để thương hờ khóc mướn chuyện người ta. Dù sao ông cũng đang tuyệt vọng, đang gục đầu tiếc nhớ. Không, ta không tiếc nhớ gì cả, ta không còn yêu thương ai nữa cả. Vì trời sinh ra đàn bà con gái là để bội ước vong nguyền, là để cho bọn đàn ông khổ luy. Nàng, nàng cũng là một loại đàn bà con gái. Ta sẽ giết nàng, ta sẽ giết nàng. Ông hãy giết tôi đi, như giết một loài hoa đang hờn tôi, để đêm nay có một tình yêu chết vội vừa thương buồn. Tôi chỉ là một loài hoa dại nở bên đường, mà khách lữ hành một lần gặp gỡ đã vội vã quên đi. Ông ơi, những mối tình sinh ra trong khói lửa là những mối tình trong dở dang. Vậy thì ông đừng vì một chút hờn riêng ích kỷ mà xem nhẹ tình yêu như một áng sương mờ. Thôi thôi, nàng đừng biện minh cho những người phản bội, tâm sự nào lại chẳng giống như nhau. Đêm ly tan khoảnh khắc bỗng rưng sầu, ai chờ đợi mà người đi biệt biệt. Kẻ ra đi cũng chỉ như một chiếc lá vàng khô rơi rụng, mà lá vàng khô sẽ bị cát bụi thời gian làm cho nát dụng tơi bời. Tôi nói đây là tâm sự buồn đau của một con người, một loài hoa dại bị giam cầm trong xiềng xích đau thương. Tôi muốn ngược đường xưa về bến cũ, để tìm lại hình ảnh vui chia ly, nơi có một kẻ ở và một người đi, đã đau lệ cho nhau trong giây phút ta từng. Thì ra nàng cũng có kỷ niệm buồn và đau xót. Ta thương nàng và thương cả luôn ta,
Nửa đêm nay sầu lẫn nửa đêm qua, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Không, nếu tình dang dở là một bài thơ tuyệt đẹp thì ta đâu trách hờn kẻ ngoảnh mặt xa đi và ngậm ngùi trước hình ảnh chia ly khi dần trăng non vừa xê bóng. Kiều Mỹ Trang ơi, rồi đây trong men nồng hôn lễ em đã quên rồi kỷ niệm buổi đầu tiên. Có nhớ dao chăng em hãy xem như mộng mỹ vừa thoáng qua trong giấc kia ngủ canh trường. Và mai kia trên nửa đường ly biệt có gặp lại em, anh chỉ cúi gục đầu và cung kính gọi nhau bằng cái mẫu cho trọn tình và trọn đạo làm con. Ông ơi nếu ông trước đau buồn vì kỷ niệm thì tôi đây cũng chưa suốt chuyện chia ly với hình ảnh chiều nào nơi đền cũ tặng cho nhau chiếc áo hồ cừu. Kìa, nàng là ai? Tại sao lại nói về buổi chia ly với áo hồ cừu Mông Cổ? Tôi là... Là ai? Trời! Kiều Mỹ Trang! Tại sao? Tại sao em lại trở thành là nô lệ? Vì em là gái của nước Bảy Quân. Không, anh sẽ bẻ nát xiềng gông. Anh sẽ đưa em trở về Mông Cổ. Là Bình Sơn. Kiều Mỹ Trang, thơ mộng vô cùng. Thảo nào lại chẳng có chuyện công chúa giả thì đem dâng cho phụ thân ta, còn công chúa thật thì ra đây tình tự. Kìa, Giang Quân. Phải, tôi đến đây để nhìn tận mặt sự si tình điên dại, và tôi đến đây để trừng phạt những kẻ nào phản bội ba tư. Trời, ta đã làm hỏng cả sự hy sinh của những người đi cứu nước non và hỏng cả cuộc đời công chúa Kiều Mỹ Trang. Ta sẽ phạt nàng như phạt những người nô lệ của Đại Mông. Không, Kiều Mỹ Trang, em hãy theo anh thoát khỏi nơi này để tìm lối thoát thần. Đừng, anh đừng liều lĩnh, đừng mong là một cánh chim xa. Này, hỡi cô gái kia, hãy coi chừng lưỡi kim của Giang Quân. Kiều Mỹ Trang, hãy theo anh. Lã Bình Sơn. Kìa ai thấy đàn chim tung cánh cùng sóng đôi chiêm khuất trời sương, cho ta cười đôi chút tình thương. Vì ai kia đã phụ ta rồi, về nơi đâu đời như mây khói, chuyện thương yêu một cõi tình đau. Đôi chân mòn heo hút rừng sâu, vầng trăng nghiêng chênh chệch ngang đầu. Quân nương. Kìa, nhạc ngươi là ai, từ đâu tới? Mặt tướng là cô độc nhân, một kẻ nguyện suốt đời bên quận chúa. Quận chúa? Quận chúa đã quên cô độc nhân rồi sao? Cô độc nhân? Có phải chăng người là kẻ trọn đời cô độc, sống âm thầm trong vũng dại si mê? Nhà ngươi đã yêu ai mà đôi mắt buồn thê thiết? Nhà ngươi hãy nói đi, hãy nói rằng cô độc nhân đã yêu quận chúa. Quận chúa? Cô độc nhân gian cầu quận chúa, xin đừng đùa giỡn với tình cảm tha thiết của cô độc nhân.
tại sao nhà ngươi nghẹn ngào và không chịu nói? Hay ngươi đã chê ta là gái ngoại mông, một loại gái cộc cằn thô lỗ? Đây, nhà ngươi hãy nắm lấy bàn tay của ta và khẽ nói: đây là bàn tay của người yêu cũ. Quận chúa, hãy nắm lấy đi, đây là bàn tay ngà ngọc của giai nhân đã làm cho ai trọn đời nhung nhớ, đã làm cho ai trọn đời đau khổ vì hình ảnh cao sang của nàng quận chúa yêu kiều. Có lẽ đêm nay là một đêm yêu quyền diệu nhất trên đời, với hình ảnh một sĩ nhân dùng dài được nâng niu bàn tay ngà ngọc của tiên nương. Ta biết ngươi đã trộm nhớ thầm thương, nhưng khi gặp ta chỉ cúi đầu câm lặng. Cô độc nhân ơi, đây không là ảo mộng mà là một tình yêu nở dội giữa đêm tàn. Quận chúa ơi, giấc mơ nào rồi cũng tàn theo nắng sớm. Tôi chỉ sợ khi sương tan ngõ trước, kẻ cô đơn lại tiếp tục với cô. Hãy nói rằng ngươi đã yêu ta, không ruồng rẫy một quận thương bé bồng, để cho đời trinh nở thêm dạt dào ý sống, không oán hờn trước cảnh đơn côi. Kẻo đêm nay trong bóng tối lẻ loi, ta nghe đau buốt cả tâm hồn thơ dài. Giận ai nhưng không thể nói, ta quan ai nhưng chỉ quan âm thầm. Kìa, trăng lặn rồi, trời sắp rạng ánh chiều dương. Ta đã tỉnh một giấc mơ cuồng loạn. Ngươi không phải là người trong mộng tưởng, hiện tại đã về với số kiếp đạo thường. Thôi, giấc mộng đã tàn, chúng ta hãy trở về hiện tại. Ta phải đi tìm sự thật cho ta. Lã Bình Sơn đâu? Lã Bình Sơn! Quận chúa! Quận chúa! Trời ơi, quận chúa đã đưa ta vào mộng, rồi hất bỏ ta xuống hố thẳm tình. Giang quân! Giang quân! Giang quân, Giang quân, con gái của ta đâu chúng mày? Tâu nhị hãn, quận chúa vô cùng tuyệt vọng và đang chạy về phía rừng xa. Nhà ngươi hãy bắt ngựa đuổi theo và đưa con ta trở lại. Tuân lệnh. Tất Bạc Đô, hãy đỡ quân ta. Tên Ba Tư khốn nạn, ngươi đã nạp công chúa giả cho ta, bây giờ lại định ám hại ta. Này, nghe ta hỏi, ngươi ở đâu và chân lệnh của ai? Ta trộn vào đây dùng kế trá hàng, gật mũi bên ta để thừa cơ thích khách à. Ai bày mưu mi hãy nói trò màu, bằng không mi sẽ nát thay. Việc của ta làm là do bởi lường năng, trước cảnh chiến kinh thiên dân chúng lầm than. Ta quyết đứng lên để bôi xóa căm hờn, dù thất bại hôm nay nhưng cũng cảnh cáo lũ xâm lăng. Hỗn láo! Quân, dạ. Hãy mang tên này ra móc mắt cho ta. Tuân lệnh. Trời, An Trung Lộ, trời, An Trung Lộ đã mù đôi mắt. Dù các anh, tại sao nàng còn trở lại khi ta đã lén đưa nàng ra khỏi vòng quân? Tôi không yên lòng ra đi, tôi phập phồng lo sợ. Dù các anh ơi, có nghĩa lý gì cuộc đời của An Trung Lộ? Khi mà nón nước đã đảo điên, ta với nàng đã trót nhận lấy một trách nhiệm thiêng liêng, thì cuộc đời kể như vừa dứt bỏ. Em sẽ đưa anh về một chốn xa xăm,
dựng một mái nhà tranh nho nhỏ, có bờ dâu rào thưa và có tình yêu nồng nhiệt thiết tha. Không, dù các anh ơi, xin để cho kẻ mù đuôi được trọn đời nằm im trong bóng tối, xin để cho tuổi tên được lãng quên cùng cát bụi, và xin để cho thời gian chia với niềm hận tôi đau buồn. Xin nàng hãy nghe đây tâm sự kẻ si cuồng, đã trót một lần mang hy vọng chiến thắng ở xa trường và chiến thắng ở tình yêu, nhưng hôm nay thì không còn gì nữa, bóng tối cuộc đời đã trùm phủ tương lai, hành trang còn lại là một manh áo rách và một thanh gươm quen rỉ chi tàn bồng. Số mệnh đã đưa anh vào bóng tối, nhưng bên anh còn có em đây, an ủi nhau trong từng phút từng giây, cho cuộc sống kéo dài thêm ý sống. Nhưng dù các anh nàng ơi, cuộc đời nàng còn quá mong như trăng non vừa hé mọc khoảng trời trong. Đừng lưu liên chi với một kiếp đời bỏ đi mà phí uổng giấc mộng ngày xanh. Còn ta, thân phận mỏng manh nửa đường gục ngã, đâu còn gì để ước để mơ, đêm đêm đối diện cùng dần trăng quyền hoặc như một chiếc lá xanh sớm dội xa cành. Nếu mai sau trên nửa đường gió bụi, nàng có gặp lại một kẻ mù đuôi, nàng hãy dành lại một vài giây tưởng nhớ, đó cũng là niềm an ủi cho nhau. Không, dù các anh này không muốn làm chim lẻ bàng, không muốn lìa xa ăn chung lỗ giữa đoạn đường, nhưng ta không thể sống được bên nàng khi ăn chung lỗ đã thành người vô dụng. Thôi, xin vĩnh biệt nàng, vĩnh biệt du các anh. Ăn chung lỗ ơi, anh về đâu? Có phải anh đi sâu vào những ngõ đường tâm tôi, bỏ lại sau lưng một hình ảnh cô đơn chết lặng dưới sương mù? Hãy nói đi anh một vài tiếng tạ tường, một vài câu tâm sự cho nỗi buồn thế thiết kéo dài thêm, cho em trọn đời không khóc nữa, cho anh đi trọn kiếp hết thương ai. Và trong những giấc ngủ canh dài, em sẽ gọi tên đi anh bằng niềm thương nỗi nhớ. Dù các anh, em đâu đây, bàn tay em đây, anh hãy cầm lấy đi lần sau cuối, mái tóc này anh hãy ve vuốt lần này nữa mà thôi. Dù các anh ơi, bàn tay này ta mượn tưởng như bàn tay của một nàng công chúa, và mái tóc này ta tưởng như tơ lụa của những nàng tiên nữ nơi bến sông Hằng. Hình ảnh này đây ta muốn nhìn lại suốt trăm lần, nhưng trời ơi, trước mắt ta đầy bóng tối, ta chỉ tưởng tượng bằng tâm não của ta, như một gã mài ước mơ tiên nữ, như một tên quân hầu thèm khát bóng công nương,
rồi tất cả biến thành ảo mộng, bao nhiêu niềm hy vọng hóa thành mây. Không, tất cả nơi đây là sự thật, với một vua các anh yêu an chung lộ chân thành. Nhưng tất cả với ta thành ảo mộng, trước mắt ta là những hình ảnh quay cuồng. An chung lộ, em đã biết thân phận của một loài hoa dài, không có quyền lực gì để giữ được anh. Thì thôi, anh hãy làm kiếp chim xanh, còn em sẽ quay về với niềm cô độc, sống trong kiếp đời với mảnh hồn tan tóc, mà ngày mơ về biển biệt một phương xa, với những cảnh thương buồn không nói được, chỉ nghe lưng dòng nước mắt chảy điền quanh. Bao giờ mỗi cánh chim xanh anh về tìm lại mái tranh ban chiều, em không biết lửa điều yêu cho anh ấm lại tình yêu ban đầu. Xin cảm ơn tình cảm của Du Các Anh. Ta xin hẹn kiếp khác sẽ đền ơn tri ngộ. Giả biệt nàng. An chung lộ, an chung lộ. Bắt lão nhà đen, bắt lấy lão nhà đen. Không, chúng mày đừng bắt tao. Tao không muốn đi đâu cả. Tao muốn gặp con tao. Tao muốn gặp con tao. Kìa, tại sao các người đánh đập một lão già như thế hả? Bẩm công tử, lão là tù nhân của nhị hãn. Lão vừa thoát ngục chạy về đây. Lui, hãy để lão mặc ta. Tuân lệnh. À, này ông lão, ông là ai hả? Hả? Nhà ngươi là ai? Công tử Lã Bình Sơn, con của Bình Tây Hãn Tất Bạc Đô. Có phải nhà ngươi có một bức son bên vai trái? Bức son bên vai trái? À, đúng rồi. Nhưng mà lão là ai? Biết cả vết tích trong người của ta. Ta là một người cha khốn khổ, mật đưa con hai mươi mấy năm trường. Đến khi vừa nhìn được mặt nó thì mới hay nó đang mang quân về đạp nát quê hương. Trời ơi, ta căm thù quân Mông Cổ. Cầm miệng lại, lão không được xúc phạm đến Đại Mông. Lão muốn gì? Lão muốn gì? Ta muốn kể cho mày nghe một câu chuyện thương tâm của một đứa con kéo quân về dài trên quê cha đất tổ, mà nó không hề biết đó là quê hương xứ sở, là nơi cắt rúng chôn nhau, là kỷ niệm buồn đau của buổi sinh thời. Tao nói ra đây với tất cả ngậm ngùi, của người cha nhiều hận tôi. Mày là đứa con quan mà một chiều đông đã rơi vào tay giặc, rồi nãy lại kéo quân về toàn đạp chà bờ coi ba tư. Ôi, hãy im đi. Nè, lão đừng nói điều vô lý à, vì không bao giờ có việc đại nước mò trăng. Có phải chăng lão là một tên gián điệp ba tư? Nếu muốn biết thật hư thì hãy hỏi thằng cuồng sát Tất Bạc Đô. Vô lễ, lão không được phép xúc phạm đến dưỡng phụ của ta. Mày định làm gì tao? Ta sẽ giết lão. Này lão già điên, hãy xem đây. Khoan, xin công tử đừng dội xuống tay để cắt đứt một tình thương đã hằng in bao nhung nhớ. Hãy nghe tôi kể rõ câu chuyện, nước có nguồn và chim kia có tổ, thì huống chi người lại không nhớ tổ thương. Lời nói của tôi chắc làm cho công tử đau buồn, nhưng
chẳng thà đau buồn trong giây phút, còn hơn là hối hận đến ngàn năm. Một câu chuyện chợt hiện về từ thuở xa xăm của một quá khứ đầm đìa nước mắt. Trong một đêm gió gào nơi sa mạc, công tử đã lìa xa đất nước quê nhà. Gã bù kia, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết được quá khứ của ta? Hãy nói đi, ngươi hãy nói đi. Dân, tôi nói đây, 20 năm trước, công tử đã được sinh ra giữa miền Trung thổ, rồi lớn lên nơi Mông Cổ xa vời. Sau khi bị người ta bắt mất đứa con trai yêu quý, người cha khốn khổ kia bỗng hóa ra loạn trí cuồng tâm. Khắp các nẻo đường ngày nắng đêm sương, người hàng reo gọi hai tiếng con ơi thống thiết. Có ngờ đâu, sau khi cha con gặp mặt thì trời ơi, tình phụ tử không còn hình ảnh, quê hương đã mất. Đứa trẻ lưu lạc giờ là một tên cuồng sát, đã chém giết muôn người rồi lại sắp sửa giết cha. Lã Bình Sơn, hãy ngưng tay gươm quỳ xuống mau đi, để tạ tội với người cha đau khổ, để giữa cảnh chiến tranh máu lửa có một tình thương sống lại ở tâm hồn. Thôi, chào ngươi ta đi. Trời ơi, nếu lời nói của gã mù kia là thành thật, thì đó là một sự thật quá não lòng. Còn ông, nếu ông là cha ruột của tôi, thì tại sao ông lại bỏ rơi tôi, để tôi phải bơ vơ nơi phía trời Mông Cổ? Không, lỗi ấy không phải do ta, mà là do một kẻ cố tình gây thảm họa. Kẻ ấy là ai? Là kẻ nào? Là ta. Kìa, Dưỡng Phụ. Phải, ta là kẻ đã tạo điêu linh vì mục đích tối thiêng liêng của người Mông Cổ. 20 năm xưa, trong một cơn bão cát, ta đã bắt con đi lúc con vừa 4 tuổi đầu. Dưỡng Phụ tàn ác lắm, tàn ác nhất trên đời này. Lã Bình Sơn có máu tỉnh ngộ và quay đầu chống lại giặc ngoại xâm, mà mảnh đất Ba Tư phải đắm chìm trong lửa đạn. Còn cha thì xiềng xích cùng gông đã mòn sức tàn hơi. Thôi Lã Bình Sơn, con gắng lo trả xong thù hận, cha đành vĩnh biệt con và muôn thuở xa nhau. Cha! Trời! Cha tôi đã thác rồi thì hận quán càng sâu. Này! Mọi thứ cực hình sẽ không dùng gì một ai. Ba lưỡi gươm đầu tiên tôi xin nhường ông không có chém lại, gọi là đáp chút ơn nuôi dưỡng 20 năm. Khoan, xin cha hãy dừng gươm. Con đến đây cấp báo cho cha hay, cơn bão cát vừa qua đã chôn lấp gần 1 vạn tinh binh Mông Cổ. Trời! Và đây là mật chiếu của đại hãn trục xích cho hay người đau nặng, cha phải thu binh về ngay cho người thấy mặt. Trời! Lại thêm một tay ương dồn đến, đưa tay về cuối ngõ đau thương. Chúng tôi hãy chuẩn bị hàng ngũ chỉnh tề rồi kéo quân về sa mạc. Giang quân! Dạ. Cha con ta về Mông Cổ. Xin cha hãy lên đường trước, con có đôi lời giả biệt Lã huynh. Không, tôi không còn gì để nói với nàng. Vĩnh biệt. Lã Bình Sơn! Lã Bình Sơn! Lã Bình Sơn! Mày là yêu nghiệp, trời sinh ra mày để phá nát cuộc đời tao. Tao giết mày! Đừng, cô độc nhân! À! Trời! Giang quân! Trời ơi, em đã đỡ gương mà chết thế cho anh. Âu cũng là đến mệnh, và đường nào em cũng chết một lần thôi. Từ biệt nhau đây là vĩnh biệt nhau rồi. Anh hãy lau nước mắt cho em lần sau cho. Giang quân! Giang quân! Lã huynh ơi, có lẽ đêm nay buồn nên mây trắng đã rủ nhau về trên núi Mã, và gió biển cứ như dục và phúc chia.
lại anh nơi đồi cũ lúc đêm về, nơi ngọn đồi kỷ niệm của thời thơ ấu mà anh đã từng bắt bướm tặng cho em. Bây giờ không biết còn như thuở trước hay đã rêu tàn vì phá phách của thời gian. Từng bụi hoa, từng luống cỏ xanh giờ đây hồn mộng quanh quanh lối về. Giang quân, em, anh sẽ trọn đời thương nhớ đến em. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, xin vinh biệt là huynh. Giang quân, phụ hoàng. Giang quân, trời ơi, Giang quân. Giang quân ơi, nếu em có quay về đồi cũ, chắc hồn em sẽ cô độc bơ vơ. Đâu còn có anh bẻ hoa bắt bướm tặng cho em như thuở ấu thơ. Khung trời cũ đã nhạt nhòa vết tích và mây chiều quấn dội mảnh khăn xô để tan dùm cho những người ở lại và một người đi biển biệt xa mờ. Đây là dòng nước mắt tiễn đưa em đó, trời điều hiu trời sắp trở sang đông. Từng chiếc lá rơi rơi buồn thảm và tay anh còn nắm lấy tay em. Lã Bình Sơn kìa, Kiều Mỹ Trang em, mọi việc đã an bài, giờ chúng ta có thể nắm tay nhau cùng xây mộng đẹp. Dân, chúng ta cùng đi. Kiều Mỹ Trang kìa, em có nghe gì không? Hình như có tiếng người vừa gọi tên em. Kiều Mỹ Trang công chúa. Kìa, ăn chung lỗ tướng quân đã mù đôi mắt, còn gì đâu một danh tướng của ba tư. Công chúa ơi, Mạc tướng chỉ là một kẻ bại quân, bị gạt bỏ trên nửa đường chiến tranh, rồi từ đấy đánh dặm đường thăm thầm, kiếp mù đôi như một chiếc lá xa cành. Ăn chung lỗ, tại sao tướng quân lại ghi mình như chiếc lá? Tại sao? Vì chiếc lá vàng kia sẽ chôn vùi xác thân trong cát bụi, cũng như kẻ ra đi đã rủ thân ngàn năm nơi ngục tối, thì người ở lại coi chép vàng lời thơ chờ đợi, cũng đành ôm cô đơn chết liềm dưới trăng thề. Tôi muốn nói chiếc lá vàng rơi thì không trở lộn về, để cho cội cây khô bắt đầu nảy nở mầm xanh, cũng như đoàn lữ hành một lần qua sa mạc, họ không quay đầu nhìn lại những vùng nắng khô khan, cũng như một dòng sông nước bạc chảy mênh mang, không bao giờ đưa những cành khô về cõi về nguồn. Công chúa ơi, trước kia tôi vẫn hy vọng tôi sẽ là phò mã Ba Tư, mong ngài trở lại với cờ reo chiến thắng và hình ảnh đón chờ của một nàng công chúa đài trang. Giờ thì đã hết rồi, tôi xin chào công chúa. Khoan, An Chung Lộ định đi về đâu, khi bóng tôi đào sâu trước mặt và sương đêm lất phất khi bên trời. Hãy lắng nghe tôi bày tỏ đôi lời. Xin công chúa đừng nói gì thêm nữa, hãy để kẻ này ngoảnh mặt trước tương lai. Nhưng tương lai của tướng quân sẽ bình yên và rạng rỡ trước tiếng reo hò ca ngợi của muôn dân, với sự chờ mong của phụ vương tôi và triều nối để đền đáp ơn sau một tướng soái hoài hùng. An Chung Lộ, xin tướng quân hãy bình tâm nghe lời công chúa và theo nàng trở lại triều cát.
Lã Bình Sơn, ông là viên tướng trẻ, chỉ một lần ra quân đã mang về hai chiến thắng, chiến thắng ở xa trường và chiến thắng ở tình yêu. Không không, tôi chỉ là một tên ba tư mang nhiều trong tôi. Tôi đã phản lại quê hương và đài ải cha tôi. Tôi không đáng nhận một mối tình cao quý và tất cả những gì ưu ái của ba tư. Vậy trước khi tôi lao mình vào sương gió, xin ân cần gửi lại Kiều Mỹ Trang ăn chung lầu. Đây là tất cả tấm chân thành tha thiết, xin ông đừng buông bỏ đi một giấc mong đầu. Không, một kẻ đã tật nguyền như tôi không thể sống bên cạnh một nàng công nương tuyệt sắc. Ăn chung lỗ này cam làm kiếp bèo mây không đỉnh nương. Xin gửi lại công nương những lời chúc tụng, tôi lên đường theo kiếp gió sương. Ăn chung lỗ, ăn chung lỗ.